Thống đốc Nga tuyên bố là Nga bị tấn công bằng vũ khí cỡ lớn. Nga có thể rút khỏi WTO và WHO. Kế hoạch 3 mũi nhọn trị giá 210 tỷ euro của EU nhằm thoát phụ thuộc năng lượng Nga. Apple bị kiện vì Airpods làm thủng máng nhĩ trẻ. Máy bay Triều Tiên đến Trung Quốc nhận hàng hỗ trợ chống dịch. Bơi lội Việt Nam tạo cú sốc Đông Nam Á. Thành phố Hồ Chí Minh muốn thí điểm mở casino cho người đủ 18 tuổi tham gia buộc xả trạm nếu chưa xong thu phí không dừng sau 30 tháng 7. Nghịch lý giao thông Hà Nội mở cầu đường không theo kịp dự án chung cư. Phương Anh xin kính chào quý khán thính giả. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết của điểm tin trưa ngày 18 tháng 5 của DKN TV. đốc Nga tuyên bố là Nga bị tấn công bằng vũ khí cỡ lớn. Thưa quý vị, thống đốc vùng Kursk Roman Starovoy cho biết làng Alexeyevka ở vùng Kursk của Nga, giáp biên giới với Ukraine đã hứng chịu hỏa lực do vũ khí cỡ lớn gây ra. TASS đưa tin ngày 17 tháng 5, ông Starovoy nói, hôm nay 17 tháng 5 vào khoảng 5 giờ sáng, làng Alexeyevka ở huyện Gluskovsky đã hứng chịu hỏa lực từ vũ khí cỡ lớn. Ba ngôi nhà thuộc sở hữu tư nhân và một chiếc ô tô cũng như một trường học gần đó đã bị thiệt hại. May mắn thay không có người nào bị thương trong vụ tấn công. Vị thống đốc cho biết thêm rằng vụ tấn công đã được dập tắt kịp thời bằng hỏa lực bắn trả từ các lực lượng biên phòng của chúng tôi. Ông Starovoy cũng cho biết ngôi làng Alexeyevka là nơi đầu tiên hứng chịu hỏa lực quân sự trong khu vực và các chuyên gia hiện đang làm việc tại hiện trường. Thứ tư tuần trước, khu vực Khush đã tăng mức cảnh báo khủng bố cao màu vàng cho đến ngày 25 tháng 5. Khu vực này đã phải hứng chịu nhiều cuộc tấn công vào các trạm kiểm soát từ phía quân đội Ukraine. Nga có thể rút khỏi WTO và WHO. RT dẫn lời Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Hạ viện Nga Piotr Tolstoy nói trước Hạ viện nước này rằng Moscow đang lên kế hoạch thảo luận về khả năng nước này rút khỏi Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Ông Tolstoy cho biết hôm 18 tháng 5, Bộ Ngoại giao đã gửi một danh sách các thỏa thuận như vậy tới Duma Quốc gia và cùng với Hội đồng Liên bang Thượng viện Nga, chúng tôi đang lên kế hoạch đánh giá chúng trước khi đi tới quyết định cuối cùng, Ông nhấn mạnh, Nga đã rút khỏi Hội đồng Châu Âu, bây giờ bước tiếp theo là rút khỏi WTO và WHO. Đây là những tổ chức đã bỏ qua tất cả các nghĩa vụ liên quan đến đất nước của chúng tôi. Phó chủ tịch Hạ viện Nga cũng tiết lộ thêm rằng, chính phủ nước này dự kiến sẽ sửa đổi các nghĩa vụ và hiệp ước quốc tế của Nga nếu xét thấy các nghĩa vụ và hiệp ước này không mang lại bất kỳ lợi ích nào nhưng gây thiệt hại trực tiếp cho đất nước. Vào tháng 4, tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các hạn chế bất hợp pháp do các quốc gia phương Tây đặt ra đối với các công ty Nga là trái với các quy định của WTO và yêu cầu chính phủ cập nhật chiến lược của Nga trong tổ chức trước ngày 1 tháng 6. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh các lệnh trừng phạt sâu rộng của phương Tây áp đặt lên Moscow, khiến Nga đã phải chịu khoảng 10.000 lệnh hạn chế có mục tiêu và khiến nước này trở thành quốc gia bị trừng phạt nhiều nhất trên thế giới. Kế hoạch ba mũi nhọn trị giá 210 tỷ euro của EU nhằm thoát phụ thuộc năng lượng Nga. Thưa quý vị, ngày hôm nay 18 tháng 5, Ủy ban châu Âu sẽ công bố kế hoạch trị giá 210 tỷ euro nhằm chấm dứt sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga từ năm 2027 và nhanh chóng chuyển sang năng lượng xanh. Chiến sự tại Ukraine của Nga, nhà cung cấp khí đốt hàng đầu cho châu Âu, đã khiến liên minh châu Âu phải cân nhắc lại các chính sách năng lượng của mình. Nga cung cấp 40% lượng khí đốt và 27% lượng dầu nhập khẩu của EU, khiến các nước thành viên chật vật tìm tiếng nói chung về các biện pháp trừng phạt nhằm vào năng lượng Nga. Theo tài liệu dự thảo mà Reuters đưa tin, để cắt giảm các loại nhiên liệu đó, Brussels sẽ đề xuất một kế hoạch gồm 3 mũi nhọn, chuyển sang nhập khẩu nhiều khí đốt không phải của Nga, triển khai nhanh hơn năng lượng tái tạo và nỗ lực hơn nữa để tiết kiệm năng lượng. Các biện pháp dự thảo có thể thay đổi trước khi được công bố trong ngày 18, theo giờ Bruxelles, cũng bao gồm sự kết hợp các luật của EU, những kế hoạch không bắt buộc và các khuyến nghị mà chính phủ các quốc gia thành viên liên minh có thể thực hiện. Tổng hợp lại, Bruxelles dự kiến sẽ đầu tư 210 tỷ euro mà khối đã có kế hoạch hỗ trợ bằng cách giải phóng thêm tiền từ quỹ phục hồi sau COVID-19, và kế hoạch này cuối cùng sẽ giúp làm giảm hàng tỷ euro mà châu Âu chi cho nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch mỗi năm. Kế hoạch của EU vạch ra một chương trình ngắn hạn cho các nguồn cung khí đốt không phải của Nga, nhấn mạnh tiềm năng tăng nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG từ các quốc gia như Ai Cập, Israel và Nigeria cũng như những cơ sở hạ tầng cần thiết để xoay trục khỏi Nga. Nhu cầu khí đốt của châu Âu dự kiến sẽ giảm khoảng 1/3 vào năm 2030 theo các mục tiêu của khối nhằm chống lại biến đổi khí hậu và các đề xuất dự kiến sẽ phát thảo mục tiêu sản xuất 10 triệu tấn hydro tái tạo vào năm 2030 cũng như nhập khẩu 10 triệu tấn khác có thể được sử dụng để thay thế khí đốt trong công nghiệp nhằm tránh nhiều năm bị kẹt về lượng khí thải. Ủy ban châu Âu hiện đang xem xét đề xuất các mục tiêu cao hơn để mở rộng năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả với 45% thị phần năng lượng tái tạo vào năm 2030 thay thế cho đề xuất 40% hiện tại. Việc cắt giảm 13% mức tiêu thụ năng lượng của EU vào năm 2030 so với mức sử dụng dự kiến cũng đang được thảo luận để thay thế đề xuất 9% hiện tại. Các phần khác của gói 3 mục tiêu bao gồm một luật được sửa đổi cho phép cấp giấy phép đơn giản hóa trong một năm cho một số dự án năng lượng gió và năng lượng mặt trời nhằm cắt giảm thời hạn cấp phép kéo dài nhiều năm khiến các dự án như vậy bị trì hoãn. Các kế hoạch mới của EU nhằm bắt đầu triển khai năng lượng mặt trời quy mô lớn cũng sẽ cố gắng cắt giảm năng lượng chạy bằng khí đốt và hệ thống sửa trong nhà, văn phòng và nhà máy bằng cách yêu cầu các quốc gia thành viên lắp đặt thiết bị năng lượng mặt trời trong tất cả các tòa nhà công cộng mới kể từ năm 2025. Ở một diễn biến khác, thưa quý vị, hãng Apple bị kiện sau khi một cậu bé 12 tuổi bị điếc một tay do nghe phải âm thanh báo động từ chiếc airport đang đeo. Theo Mark Rumors, năm 2020, cậu bé tên viết tắt là BG, 12 tuổi, sử dụng AirPod Pro kết nối với iPhone để xem phim. Bộ thiết bị khi ấy được thiết lập ở mức âm lượng thấp. Tuy nhiên, một cảnh báo Amber đã bất ngờ được phát ra với âm lượng cao làm hỏng màng nhĩ của BG. Amber là một dạng cảnh báo khẩn cấp trên các thiết bị viễn thông khi có trẻ em tại Mỹ bị mất tích hoặc bắt cóc. Với iPhone, cảnh báo này gồm âm thanh lớn kết hợp với dung, theo đơn kiện, cảnh báo Amber được phát ra từ chiếc AirPods nói trên đã gây chấn thương cho thính giác của PG, khiến cậu hoa mắt, chóng mặt ù tai và buồn nôn. Sau đó PG đã mất thính lực vĩnh viễn ở tai phải và phải đeo máy trợ thính. Trong đơn kiện trình lên tòa án California mới đây, bố mẹ của cậu bé cáo buộc Apple đã làm ra sản phẩm AirPods bị lỗi không tự động giảm âm lượng cảnh báo hoặc cân bằng giữa âm lượng thông báo và cảnh báo. Ngoài ra hãng này cũng không đưa ra các lưu ý cho người dùng về nguy cơ nói trên. Đơn viết do hậu quả trực tiếp từ sơ suất của bị đơn trong việc thiết kế sản xuất và tiếp thị AirPods lỗi, BG đã bị thương tích nghiêm trọng, tàn tật và suy giảm chức năng. Cha mẹ của cậu bé yêu cầu Apple bồi thường các thiệt hại, gồm hóa đơn chữa bệnh của BG trong quá khứ và tương lai liên quan đến sự cố trên, các tổn hại về cuộc sống với cậu và tổn hại tinh thần với cha mẹ. BG không phải là trường hợp duy nhất gặp vấn đề với tính năng cảnh báo của AirPods. Trên diễn đàn Reddit, người dùng TheLongPray cũng cho biết bị phá hủy màng nhĩ bởi cảnh báo khẩn cấp trên AirPods. Người này đặt ra câu hỏi, âm thanh cảnh báo qua tai nghe to hơn nhiều mức tối đa của chúng mà tôi nghĩ, bất kể bạn đang đặt ở mức âm lượng nào, tại sao họ lại làm AirPod có thể phát ra âm lượng gây hại cho tai như vậy? Nhiều người dùng khác cũng cho biết họ giật mình, chết đứng mấy giây vì nhận phải cảnh báo khẩn cấp khi đeo AirPod. Apple chưa bình luận về sự việc trên, tuy nhiên trên trang web hỗ trợ, hãng cũng cập nhật một số thao tác giúp người dùng có thể tắt các cảnh báo khẩn cấp trên iPhone và Apple Watch. Tiếp theo là cập nhật về tình hình dịch bệnh tại Triều Tiên. Máy bay Triều Tiên đến Trung Quốc nhận hàng hỗ trợ chống dịch Thưa quý vị, ngày 17 tháng 5, các nguồn tin của NK News cho biết một số máy bay của Triều Tiên đã bay sang nước láng giềng Trung Quốc để nhận hàng hóa hỗ trợ chống dịch liên quan đến COVID-19. Đó là những chuyến bay quốc tế đầu tiên được biết đến của hãng hàng không quốc gia Triều Tiên kể từ tháng 3 năm 2020. Các nguồn tin đã xác nhận lại thông tin do hãng thông tấn Yonhap và báo Kiyong Han của Hàn Quốc đăng trước đó, đồng thời cho biết máy bay Air Koryo đã bay từ thủ đô Bình Nhưỡng đến thành phố Thẩm Dương của Trung Quốc. Mặc dù không có chuyến bay nào được ghi lại trên những hệ thống theo dõi phổ biến như Flyradar24 và Flyaware, các nguồn tin nói với NK News rằng một số chuyến bay đã diễn ra vào ban đêm. Hình ảnh vệ tinh có độ phân giải cao của Planet Labs đã cho thấy những hoạt động bất thường về đội máy bay của hãng hàng không quốc gia Air Korea tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng hôm 15 tháng 5. Điều này cho thấy công tác chuẩn bị có thể đang được tiến hành. Yonhap trích dẫn nhiều nguồn tin giấu tên cho hay, ít nhất 3 máy bay của Air Korea đã lên đường nhận hàng tiếp viện ở Thẩm Dương. Trên các chuyến bay quay về Triều Tiên không có chuyên gia hoặc nhân viên Trung Quốc. Trước đó, Bắc Kinh đã cam kết sẽ giúp toàn lực để hỗ trợ Bình Nhưỡng trong bối cảnh bùng phát dịch bệnh hiện nay. Các chuyến bay Bình Nhưỡng Thẩm Dương vừa qua dường như là lần đầu tiên kể từ khi Triều Tiên tạm dừng toàn bộ đường bay quốc tế vào tháng 1 năm 2020. Ngoài ra, một chuyến bay đặc biệt giữa Bình Nhưỡng và Vladivostok, Nga đã cất cánh vào tháng 3 năm 2020 để đưa một nhóm các nhà ngoại giao, nhân viên tổ chức phi chính phủ và nhân viên Liên Hợp Quốc về nước. Các nguồn tin trước đó nói với NK News rằng Bình Nhưỡng đã từ chối đề xuất của một số cơ quan ngoại giao về việc đưa hàng hóa và nhân viên y tế vào nước này khi đại dịch bắt đầu, lấy lý do là nguy cơ lây truyền COVID-19 từ nước ngoài. Ví dụ, hồi tháng 2 năm 2020, Văn phòng Đối ngoại và Khối thịnh vượng chung FCO của Anh từng đề xuất cử máy bay đến Bình Nhưỡng để hỗ trợ, nhưng đã bị chính quyền Triều Tiên từ chối. Những đề nghị tương tự khác cũng bị từ chối bất kể đã kèm theo đề xuất cách ly và khử trùng tất cả nhân viên cùng hàng hóa ngay lập tức. Triều Tiên và Trung Quốc đã mở lại tuyến đường thương mại vận tải đường sắt hồi tháng 1 để nhập khẩu thuốc men và các mặt hàng thiết yếu khác. Tuy nhiên, hai bên đã đình chỉ hoạt động thương mại đường bộ vào cuối tháng 4 sau khi thành phố Đan Đông của Trung Quốc bùng phát COVID-19. Chuyển sang phần tin trong nước Bơi lội Việt Nam tạo cú sốc Đông Nam Á Thưa quý vị, đội tuyển bơi Việt Nam đã làm nên điều chưa từng có ở SEA Games khi đánh bại Singapore ở nội dung 4x200m tự do tiếp sức đồng thời phá kỷ lục đại hội với thành tích tưởng như chỉ có ở trong mơ. Trước khi bước vào cuộc tranh tài ở nội dung 4x200m tự do tiếp sức, ít ai ngờ đội tuyển bơi Việt Nam có thể tạo nên bất ngờ. Đơn giản bởi đội bơi Singapore đang nắm giữ kỷ lục giành được ở SEA Games 30 với thông số 7 phút 17 giây 88. Cũng ở kỳ đại hội này, Joseph Schooling cùng đồng đội giành chọn 5 huy chương vàng ở các nội dung tiếp sức. Nhưng lần này thì các chàng trai vàng của bơi lội Việt Nam có chiến thắng hoàn toàn thuyết phục và để đời. Bốn kình ngư bao gồm Nguyễn Hữu Kim Sơn, Hoàng Quý Phước, Hưng Nguyên, Huy Hoàng tạo nên cú sốc lớn nhất trên đường đua xanh SEA Games 31 khi đánh bại cả hai đội bơi rất mạnh là Singapore và Malaysia ở chung kết nội dung bơi 4x200m tự do nam với thành tích 7 phút 16 giây 31. Một chiến thắng lịch sử của bơi lội Việt Nam và gây chấn động cả Đông Nam Á. Thành tích này thậm chí còn phá kỷ lục SEA Games. Trong khi đó, Malaysia giành huy chương bạc với thời gian 7 phút 19 giây 75, trong khi Singapore giành huy chương đồng với 7 phút 21 giây 49, kém Việt Nam tới 5 giây. Thành phố Hồ Chí Minh muốn thí điểm mở casino cho người đủ 18 tuổi tham gia. Chiều ngày 17 tháng 5, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi giám sát về nghị quyết 54 và tình hình kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm 2022 đối với Ủy ban nhân dân thành phố. Tại buổi giám sát, Ủy ban nhân dân thành phố đã có kiến nghị về chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm của thành phố. Theo đó đề nghị cho phép thành phố Hồ Chí Minh thí điểm tổ chức casino ở những khách sạn từ 5 sao trở lên, các điểm du lịch lớn, đồng thời cho phép người Việt đủ 18 tuổi trở lên có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và tài chính tham gia. Về phát triển du lịch có chính sách ưu đãi đầu tư du lịch, đặc biệt đối với đầu tư về các khu vui chơi giải trí tầm cỡ quốc tế và khu vực Cụ thể, thành phố kiến nghị đoàn kiến nghị Quốc hội giao chính phủ chỉ đạo Bộ Ngoại giao về thủ tục visa cho khách quốc tế đến Việt Nam như xem xét mở rộng các quốc gia được miễn thị thực và được thực hiện chính sách e-visa, gia hạn thời gian tạm trú đối với khách quốc tế đến Việt Nam từ 15 ngày lên 30 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Thành phố cũng đề xuất các quán karaoke, bar vũ trường ở cơ sở lưu trú du lịch từ 4 sao trở lên hoặc cao cấp được hoạt động không giới hạn thời gian. Nhóm còn lại được kéo dài thời gian hoạt động so với hiện nay. Theo nghị quyết 54, karaoke, bar được mở cửa từ 8 giờ đến 24 giờ, vũ trường không hoạt động từ 2 giờ đến 8 giờ. Buộc xả trạm nếu chưa xong thu phí không dừng sau 30 tháng 7. Tại buổi làm việc vào sáng 17 tháng 5 với Bộ Giao thông Vận tải về vướng mắc trong triển khai hệ thống ETC và bất cập tại một số dự án BOT, ông Lê Kim Thành, vụ trưởng vụ đối tác công tư Bộ Giao thông Vận tải cho biết, hiện nay tất cả các trạm thu phí có lưu lượng giao thông lớn đều được lắp đặt toàn bộ thu phí không dừng ETC, bảo đảm chỉ duy trì một làn hỗn hợp tại mỗi chiều xe chạy. Tuy nhiên còn 102 làn trên 23 trạm thu phí chưa đảm bảo yêu cầu các trạm thu phí chỉ duy trì một làn thu phí hỗn hợp trên mỗi chiều xe chạy. Trong số này có 38 làn trên 13 trạm do bộ giao thông vận tải quản lý và 64 làn trên 10 trạm do địa phương quản lý. Đối với các trạm do bộ giao thông vận tải quản lý, nhà đầu tư BOT đã hoàn thành công tác chuẩn bị, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 dẫn đến thời gian đặt hàng mua sắm thiết bị kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai. Trong số 38 làn trên 13 trạm có 24 làn trên 8 trạm nhà đầu tư cam kết hoàn thành trong tháng 6 năm 2022, còn lại 14 làn trên 5 trạm có nguy cơ chậm tiến độ do thời gian nhập thiết bị kéo dài so với kế hoạch. Đối với các trạm do địa phương quản lý, việc nhập thiết bị gặp nhiều khó khăn dẫn đến tiến độ triển khai bị kéo dài. Hiện các địa phương đều cam kết hoàn thành trước 30 tháng 6 tới, riêng 16 làn hai trạm thu phí, trạm An Sương An Lạc và trạm Sa lộ Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quản lý có khả năng sẽ bị chậm tiến độ. Từ thực tế trên, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị chính phủ chỉ đạo quyết liệt các nhà đầu tư BOT lắp đặt các làn thu phí còn lại, đảm bảo tại mỗi trạm thu phí chỉ tồn tại một cửa thu phí hỗn hợp tại mỗi chiều xe chạy. Đồng thời có chế tài dừng thu phí hoặc yêu cầu đóng các làn thu phí chưa lắp đặt thu phí không dừng nếu chậm tiến độ. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết, đối với những trạm chưa lắp đủ làn thu phí ETC theo chỉ đạo đến trước ngày 30 tháng 6 tới, sẽ dừng không cho thu phí đến khi lắp xong mới cho thu phí trở lại. Về việc thí điểm chỉ thu phí không dừng trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng từ mùng 1 tháng 6, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho rằng đây là việc khó nhưng dứt khoát phải làm, không lùi thời hạn. Bộ Giao thông Vận tải cùng chủ đầu tư phải chuẩn bị kỹ các phương án khi xảy ra tình huống phương tiện chưa dán thẻ ETC, đảm bảo không để xảy ra ùn tắc quá thời gian quy định. Các tuyến cao tốc mới đương nhiên sẽ đều phải áp dụng hình thức thu phí không dừng tại tất cả các làn các trạm thu phí. Sau 30 tháng 7, nếu dự án nào chưa triển khai xong thu phí không dừng, sẽ phải tiến hành xả trạm, đồng thời có chế tài xử lý trách nhiệm tập thể cá nhân gây chậm tiến độ. Các trạm ETC cũng phải chủ động xả trạm kịp thời nếu để xảy ra sự cố. Nghịch lý giao thông Hà Nội, mở cầu đường không theo kịp dự án trung cư Thành phố Hà Nội đang phải mở rộng nhiều tuyến đường để giải cứu các điểm nóng giao thông, nhưng đường vừa mở rộng thì lại mọc lên trung cư cao tầng bám sát mặt đường khiến tắc đường còn trầm trọng hơn. Nghịch lý này đang khiến bài toán giải quyết vấn nạn ùn tắc giao thông của thành phố quanh quẩn. Cấp phép dự án tràn lan, liên tục điều chỉnh dẫn tới phá nát quy hoạch là thực trạng phát triển đô thị nhiều năm qua tại các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Hệ lụy là những tuyến đường vừa mở mới đã mãn tải, ùn tắc nghiêm trọng do bị nén hàng chục tòa cao ốc khu đô thị dọc tuyến. Mới đây thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận đề xuất của Sở Giao thông Vận tải phải đánh giá tác động giao thông đối với các công trình xây dựng trước khi cấp phép xây dựng. Đây được coi là giải pháp để hạn chế tình trạng nhà xây đằng nhà, đường kẹt đằng đường tại đô thị lớn, không có cơ quan nào tổng chỉ huy trong khi mật độ giao thông ngày càng dày đặc. Trong khi đó, ùn tắc giao thông từ lâu là chủ đề không còn quá xa lạ đối với người dân Hà Nội. Do vậy, thành phố liên tiếp đặt ra lĩnh vực giao thông là vấn đề quan trọng của thủ đô. Cùng với đó, thời gian qua thành phố đã đầu tư kinh phí đưa vào nhiều công trình để giải cứu giao thông. Tuy nhiên, hiệu quả của những công trình này lại chưa cao. Chuyên gia giao thông Nguyễn Xuân Thủy cho rằng khu vực đường Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Tố Hữu, Nguyễn Tuân, Trung Hòa Nhân Chính xây quá nhiều nhà cao tầng nên mới xảy ra ùn tắc như hiện nay. Nếu có quy định khi triển khai các dự án cao tốc tại các đô thị phải có đánh giá tác động về giao thông thì chắc chắn sẽ hạn chế được tình trạng ùn tắc giao thông. Theo ông Thủy, chung cư mọc lên ở đâu, tắc đường ở đó, nhưng con đường huyết mạch đang ngày càng ùn tắc nghiêm trọng. Những dự án chung cư cao ốc đã được bàn giao tạo nên mật độ dân cư lớn khiến vấn nạn tắc nghẽn giao thông chưa có lời giải. Ông Thủy lấy ví dụ trên tuyến đường Nguyễn Trãi, đặc biệt là ngã tư Nguyễn Trãi khuất duy tiến. Tại đây, ngoài các trục đường chính còn có hầm chui, đường sắt trên cao để có thêm nhiều phần đường, làn đường cho người dân, giảm thiểu ùn tắc. Tuy nhiên, nghịch lý ở chỗ khi xây dựng hạ tầng giao thông để giải cứu một nút thắt nhưng lại mọc lên các tòa nhà cao tầng thì những giải pháp đó lại thành quần quanh, lãng phí tiền của. Ông Thủy cho biết, trong khi nhiều quốc gia đã thực hiện việc đánh giá tác động giao thông đối với các công trình xây dựng từ lâu thì ở nước ta việc này chưa có. Mặc dù cao ốc, tòa nhà trung cư mọc lên đã phần nào giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân, tuy nhiên mật độ dân số đổ về những khu trung cư tăng cao, lượng người sinh sống ở những khu căn hộ cao cấp tăng cao dẫn đến việc tắc đường ngày càng nghiêm trọng. Nhiều dự án trung cư đã đang và sẽ được tiếp tục xây dựng. Như vậy, vấn đề tắc đường sẽ vẫn còn là bài toán nan giải. Một điểm tin trưa của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Thưa quý vị, Quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên xếp một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị bình an và mạnh khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.